Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có buổi tiếp đại sứ Vaislav Grev và đoàn Skoda Auto Cộng hòa Séc. Tính đến tháng 10 năm 2021, Cộng hòa Séc có 38 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 91,23 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 49 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư. Thứ trưởng đánh giá cao về công ty cổ phần Skoda Cộng hòa Séc đầu tư vào Việt Nam, việc các dòng xe ô tô Skoda có mặt tại Việt Nam sẽ giúp đa dạng hóa thị trường ô tô và có triển vọng phát triển tốt trong tương lai. Cũng tại buổi làm việc, đại sứ Cộng hòa Séc Vaisla Greb tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển và hy vọng trong tương lai, việc hợp tác trong lĩnh vực sản xuất ô tô cũng sẽ là một lĩnh vực trọng tâm giữa hai nước ghi nhận đề nghị của phía Cộng hòa Séc, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã giao các đơn vị chuyên môn của Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía bạn, đồng thời lưu ý việc Việt Nam đã ký kết 14 hiệp định thương mại tự do FTA, đặc biệt là các cam kết trong ASEAN, CPTPP, EVFTA liên quan đến lĩnh vực ô tô. Do vậy, phía Séc cần nghiên cứu kỹ các cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như các quy định pháp luật trong nước để thực hiện việc đầu tư trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng tại thị trường Việt Nam.